Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nam Hòa. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị bài Cụm tình báo diệt cộng A22 trong Dinh Độc Lập. Định nghĩa, tình báo gián điệp là những người hoạt động bí mật của phe địch để dọ thám lấy tin tức về tình hình quân sự, chính trị, kinh tế hoặc tác động phá hoại. Gián điệp cộng sản trong chiến tranh Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam, ở miền Nam, ngoài những tên Việt Cộng nằm dùng, còn có những điệp viên thuộc tình báo chiến lược như Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Quỳnh Văn Trọng, Lê Hữu Thúy và Phạm Ngọc Thảo. Vũ Ngọc Nhạ là nhân vật then chốt trong vụ án cụm tình báo A22 làm rung động chính quyền miền Nam Việt Nam năm 1969. Tên thật là Vũ Xuân Nhã, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1928 tại tỉnh Thái Bình. Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1947, Vũ Ngọc Nhạ còn nhiều cái tên khác nữa như B.E. Vũ Ngọc Nhạ, Tên Thánh, Vũ Đình Long, Hai Long, Bí Danh, Lê Quang Kép, Thầy Bốn, Ông Cố Dấn. Hoạt động Năm 1915, xuống tàu di cư vào Nam, Vũ Ngọc Nhạ cùng một số điệp viên khác trà trộn vào đoàn người di cư vào Nam. Nhạ cùng vợ và con gái xuống tàu hải quân Pháp cùng hàng triệu người công giáo di cư vào Nam. Làm thư ký đánh máy ở Bộ Công Chánh, chinh phục được cảm tình của Linh Mục Hoàng Quỳnh và trở thành người giúp việc của Giám Mục Lê Hữu Từ. Năm 1958 Tháng 12 năm 1958, nhạ bị đoàn công tác đặc biệt miền Trung của Nguyễn Tư Thái, tự là Thái Đen, bắt giữ và giam tại trại Tòa Khâm, Huế để chờ điều tra xác minh. Linh Mục Hoàng Quỳnh can thiệp cho nên nhà không bị buộc tội. Người giúp việc của đức cha Lê Hữu Từ Một khuyết điểm lớn của đoàn công tác đặc biệt miền Trung là giam giữ những nghi can gián điệp chung với nhau tại trại Tòa Khâm, chính ở đó, Vũ Ngọc Nhạ đã móc nối với các cơ sở, những cá nhân tình báo khác, đặc biệt là trùm tình báo Diệt cộng Mười Hương. Tạo dựng niềm tin đối với Ngô Đình Cẩn, năm 1959, Vũ Ngọc Nhạ làm tờ trình bốn nguy cơ đe dọa chế độ được sự chú ý của Ngô Đình Cẩn và sau đó của ông Nhu, ông Diệm. Do sự dự đoán chính xác về cuộc đảo chánh ngày 11 tháng 11 năm 1960 của tướng Nguyễn Chánh Thi anh em ông Diệm đã chú ý đến Vũ Ngọc Nhạ. nhờ danh nghĩa người giúp việc của đức cha Lê Hữu Từ mà Nhạ được sử dụng như là người liên lạc giữa anh em họ Ngô và giới Công giáo di cư. nhờ đó Nhạ thu thập được nhiều tin tức tình báo có giá trị. từ đó Nhạ có biệt danh là ông cố vấn xây dựng cụm tình báo chiến lược A-22. Sau đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, thế lực công giáo phát triển mạnh dưới tay của Linh Mục Hoàng Quỳnh. Cuối năm 1965, sự tranh giành quyền lực trong nhóm tướng trẻ do sự giới thiệu của Linh Mục Hoàng Quỳnh, tướng Nguyễn Văn Thiệu đã sử dụng Vũ Ngọc Nhạ trong vai trò liên lạc giữa tướng Thiệu và khối công giáo. Nhạ đã khéo léo lợi dụng vai trò đó để tạo ảnh hưởng đến các chính trị gia dân sự và quân sự. Năm 1967, sau khi tướng Nguyễn Văn Thiệu đắc cử tổng thống, cấp trên nhận thấy cần thiết phải mở rộng mạng lưới tình báo, thành lập cụm A22. A22 là mật danh của Vũ Ngọc Nhạ. Cụm do Nguyễn Văn Lê làm cụm trưởng, Nhạ làm cụm phó trực tiếp phụ trách mạng lưới. Toàn bộ Cụm A-22 được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Đức Trí, chỉ huy phó tình báo quân sự ở miền Nam. Bắt đầu Cụm A-22 phát triển thêm Nguyễn Xuân Hòa, Vũ Hữu Rực đều là những điệp viên mà Nhạ đã bắt liên lạc trong khi bị giam chung tại Tòa Khâm. Sau đó thu nhận thêm Nguyễn Xuân Đồng và quan trọng nhất là vào đầu năm 1967 bổ sung thêm Lê Hữu Thúy hay thắng mật danh là A25. Các điệp viên này được giao nhiệm vụ chui sâu, leo cao, nắm lấy những chức vụ quan trọng để thu thập thông tin và để tác động vào chính quyền. Thành công của cụm A22 là cài được một điệp viên dưới quyền của Lê Hữu Thúy là Quỳnh Văn Trọng làm cố vấn cho Tổng thống Thiệu. Chính Quỳnh Văn Trọng đã cầm đầu một phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa sang Hoa Kỳ tiếp xúc gặp gỡ hàng loạt các tổ chức, các cá nhân trong chính phủ và chính giới Hoa Kỳ để thăm dò thái độ của chính phủ Johnson đối với cuộc chiến ở Việt Nam. Quỳnh Văn Trọng thu thập được nhiều tin tức tình báo chiến lược vụ án Quỳnh Văn Trọng và 42 điệp báo. CAA nhanh chóng phát hiện điều bất thường là sự tập hợp của các cá nhân là những bị can đã bị bắt giam ở tòa khâm. Giữa năm 1968, hồ sơ các cựu tù nhân ở tòa khâm được mở lại. Do tính phức tạp trong ngành điệp báo, CAA phải mất một năm mới hoàn tất hồ sơ và chuyển giao cho Tổng nha Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa vào trung tuần tháng 7 năm 1969, một đơn vị đặc biệt có mật danh là S2B được thành lập để tiến hành bắt giữ hầu hết những người của cụm A22. Toàn bộ điệp viên Vũ Ngọc Nhạ, Lê Hữu Thúy, Vũ Hữu Ruật, Nguyễn Xuân Hòe, Nguyễn Xuân Đồng, Quỳnh Văn Trọng và hầu hết những gián điệp khác, kể cả Giao Liên là bà Cả Nhiễm cũng bị bắt. Riêng cụm trưởng Nguyễn Văn Lê kịp thời trốn thoát. Cụm tình báo A22 bị phá vỡ hoàn toàn. Chính quyền Sài Gòn rung động vì 42 gián điệp từ cơ quan đầu não là phủ tổng thống cho đến các cơ quan khác, nhất là một cố vấn của tổng thống đã bị bắt. Biến vụ án gián điệp thành vụ án chính trị. Đây là vụ án gián điệp lớn nhất lịch sử các bị can đều khai nhất cử nhất động của họ đều là thi hành chỉ thị là do sự quỷ thác do lệnh của tổng thống của các tổng trưởng nghị sĩ dân biểu và của cả cia nữa tòa án quân sự mặt trận lưu động dùng ba chiến thuật bối rối vì không có thể gửi trác đòi những nhân chứng như tổng thống ra hầu tòa để đối chất do không có đủ yếu tố để buộc tội tử hình cho nên tòa tuyên án chung thân khổ sai, Vũ Ngọc Nhạ, Lê Hữu Thúy, Quỳnh Văn Trọng, Nguyễn Xuân Hòe. Án từ 5 năm đến 20 năm tù khổ sai cho những bị can còn lại. Khi quân cảnh dẫn các tù nhân ra xe bích bùng, thì Vũ Ngọc Nhạ quay sang nhóm ký giả ngoại quốc và thân nhân, nói lớn, tôi gửi lời thăm ông Thiệu. Cho rằng CAA dàn cảnh, một bất ngờ của vụ án là Tổng thống Thiệu không tin đó là sự thật, mà cho là CIA đã dàn cảnh. Do đó, thời gian Vũ Ngọc Nhạ bị đầy ở Côn Đảo, thì Tổng thống Thiệu đã triệu hồi viên tỉnh trưởng Côn Sơn về Sài Gòn và thay thế vào đó một người thân tín của mình để có điều kiện chăm sóc cho Vũ Ngọc Nhạ và Quỳnh Văn Trọng như là những thượng khách. Vì thế, Vũ Ngọc Nhạ đã đánh giá đó là một cuộc dạo chơi trên thiên đàng tiếp tục hoạt động. Đầu năm 1973, Vũ Ngọc Nhạ và Quỳnh Văn Trọng được đưa về khám Chí Hòa, Sài Gòn. Trong thời gian ở Chí Hòa, nhờ sự giúp đỡ của Linh Mục Hoàng Quỳnh, Vũ Ngọc Nhạ móc nối, bắt liên lạc với nhóm thành phần thứ ba của Dương Văn Minh. Ngày 23 tháng 7 năm 1973, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trao trả Vũ Ngọc Nhạ cho mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam với danh xưng là Linh Mục Giải Phóng. Năm 1974, Vũ Ngọc Nhạ được Cộng sản Bắc Việt phong Trung tá Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 4 năm 1974, Vũ Ngọc Nhạ trở về Củ Chi hoạt động bí mật mục đích xây dựng lại cụm tình báo chiến lược, móc nối với thành phần thứ ba và khối công giáo ngày 30 tháng 4 năm 1975, Vũ Ngọc Nhạ có mặt tại Dinh Độc Lập bên cạnh tướng Dương Văn Minh. Bị thất sủng và được tôn dinh. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, thân phận của Vũ Ngọc Nhạ vẫn chưa được xác định. Năm 1976, Vũ Ngọc Nhạ được điều về Cục 2 Bộ Quốc phòng với quân hàm Thượng tá. Năm 1981, được thăng đại tá nhưng vẫn còn ngồi chơi sơi nước, hàng ngày đọc các tin tức, báo cáo, tổng hợp lại rồi trình lên thượng cấp, Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Nguyễn Văn Linh. Năm 1987, tác giả Hữu Mai xuất bản cuốn tiểu thuyết Ông cố vấn hồ sơ một điệp viên ca ngợi thành tích tình báo của Vũ Ngọc Nhạ. Công chúng đã biết đến và Nhạ được phong thiếu tướng. Vũ Ngọc Nhạ mất ngày 7 tháng 8 năm 2002 tại Sài Gòn, 75 tuổi. Phần mộ của nhà nằm chung với phần mộ của các điệp viên khác như Phạm Xuân ẩn, Đặng Trần Đức và Phạm Ngọc Thảo. Phạm Xuân ẩn, thân thế và hoạt động. Phạm Xuân ẩn sinh ngày 12 tháng 9 năm 1927 tại xã Bình Trước, Biên Hòa, là một thiếu tướng tình báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từng là nhà báo, phóng viên cho Router, tạp chí Time, New York Herald Tribune, The Christian Science Monitor, theo học trường College de Cần Thơ. Năm 1948, tham gia thanh niên tiền phong và sau đó làm thơ ký cho hãng dầu lửa Castex. Năm 1950, làm nhân viên Sở Quan thuế Sài Gòn để thi hành nhiệm vụ là tìm hiểu tình hình vận chuyển hàng hóa khí tài quân sự từ Pháp sang Việt Nam. Đây là lần đầu tiên làm nhiệm vụ tình báo cùng với 14.000 gián điệp được cài cắm vào hoạt động. Năm 1952, Phạm Xuân ẩn ra chiến khu D và được bác sĩ Phạm Ngọc Thạch Quỹ viên Quỹ ban Hành chánh Nam Bộ giao cho nhiệm vụ làm tình báo chiến lược. Năm 1953, Phạm Xuân Ẩn được Lê Đức Thọ kết nạp vào đảng tại rừng U Minh, Cà Mau. Năm 1954, Phạm Xuân Ẩn bị gọi nhập ngũ và được trưng dụng ngay vào làm thư ký Phòng Chiến tranh Tâm lý Bộ Tổng hành dinh Liên Hiệp Pháp tại Kem Omak, thành Oma. Tại đây, ẩn được quen biết với đại tá Edward Lansday, trưởng phái bộ đặc biệt của Mỹ, SMM. Trên thực tế, Lansday là người chỉ huy CIA tại Đông Dương, cũng là trưởng phái đoàn diện trợ quân sự Mỹ tại Sài Gòn. Năm 1955, theo đề nghị của Phái bộ Cố vấn Quân sự Mỹ, Phạm Xuân Ẩn tham gia soạn thảo tài liệu tham mưu, tổ chức tác chiến, huấn luyện hậu cần cho quân đội, tham gia thành lập cái khung của sáu sư đoàn đầu tiên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà nồng cốt là sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ người Việt trong quân đội Pháp trước đó. Phạm Xuân Ẩn còn được giao nhiệm vụ hợp tác với Mỹ để chọn lựa những sĩ quan trẻ có triển vọng đưa sang Mỹ đào tạo. Trong số đó có Nguyễn Văn Thiệu, sau này trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1957, tháng 10 năm 1957, Mai Chí Thọ và Trần Quốc Hương, Mười Hương chỉ đạo cho Phạm Xuân Ẩn qua Mỹ du học ngành báo chí để có cơ hội đi khắp nơi tiếp cận với những nhân vật có quyền lực nhất. Năm 1959, Phạm Xuân ẩn về nước nhờ những mối quan hệ ẩn được bác sĩ Trần Kim Tuyến, giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị và Văn hóa Xã hội, thực chất là cơ quan mật vụ của phủ tổng thống, biệt phái sang làm việc tại Diệt Tấn xã, phụ trách những phóng viên ngoại quốc làm việc ở đó. Năm 1960. Từ năm 1960 đến giữa năm 1964, Phạm Xuân ẩn làm việc cho hãng thông tấn Reuters từ 65 đến 67, ẩn là người Việt duy nhất và chánh thức làm việc cho tuần báo Time. Ngoài ra, còn cộng tác với báo The Christian Science Monitor. Từ năm 1959 đến 1975, với cái giỏ bọc là phóng viên nhờ quan hệ rộng với các sĩ quan cao cấp, với các nhân viên tình báo, an ninh quân đội và với cả CIA. Ẩn đã thu thập được nhiều tin tức quan trọng từ quân đội, cảnh sát và các cơ quan tình báo. Những tin tức tình báo chiến lược của Ẩn đã được gửi ra Hà Nội thông qua Trung ương Cục miền Nam. Tài liệu sống động và tỉ mỉ khiến cho Võ Nguyên Giáp đã reo lên: "Chúng ta đang ở trong phòng hành quân của Hoa Kỳ." Tổng cộng, Ẩn đã gửi về Hà Nội 498 tài liệu gốc được sao chụp. Giai đoạn 1973-1975. Hàng trăm bản văn nguyên bản đã phục vụ hạ quyết tâm giải phóng miền Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phạm Xuân Ẩn là nhân vật được chèo kéo của nhiều cơ quan tình báo, kể cả CIA. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Phạm Xuân Ẩn là một trong những nhà báo chứng kiến cảnh xe tăng của Việt Cộng hút đổ cổng dinh độc lập từ đó cho đến vài tháng sau, các phóng viên, đồng bào và cả chính quyền mới cũng chưa biết Phạm Xuân Ẩn là một điệp viên cộng sản. Vợ con của Phạm Xuân Ẩn đã di tản sang Hoa Kỳ. Ẩn cũng được lệnh của cấp trên sang Hoa Kỳ để tiếp tục hoạt động tình báo. Nhưng Ẩn đã xin ngưng công tác vì đã hoàn thành nhiệm vụ do kế hoạch thay đổi cho nên mãi một năm sau, vợ con của ẩn mới có thể quay về Việt Nam bằng đường dòng khi Moscow, Hà Nội, Sài Gòn. Sau chiến tranh Ngày 15 tháng 1 năm 1976, Trung tá Trần Văn Trung, tức là Phạm Xuân Ẩn, được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang. Tháng 8 năm 1978, Ẩn ra Hà Nội dự khóa học tập chính trị 10 tháng, vì Ẩn sống quá lâu trong lòng địch. Theo Larry Berman thì ẩn bị nghi kỵ và bị quản chế tại gia, cấm liên lạc với báo chí ngoại quốc và cấm xuất cảnh do cách suy nghĩ của ẩn quá mỹ và do ẩn đã giúp bác sĩ Trần Kim Tuyến ra khỏi Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Năm 1986 trong 10 năm luôn luôn có một công an làm nhiệm vụ canh gác trước nhà của Phạm Xuân Ẩn. Năm 1990, Đại tá Phạm Xuân Ẩn được thăng thiếu tướng. Năm 1997, Chính phủ Việt Nam Cộng sản từ chối không cho Ẩn đi Hoa Kỳ để dự hội nghị tại New York mà Ẩn được mời với tư cách là khách mời đặc biệt. Năm 2002, Phạm Xuân Ẩn về nghỉ hưu con trai lớn của phạm xuân ẩn là phạm xuân hoàng ân đã du học mỹ hiện đang làm việc tại bộ ngoại giao ở hà nội con gái của ẩn hiện đang sống ở hoa kỳ thất vọng trong những năm cuối đời phạm xuân ẩn cảm thấy rất thất vọng vì dân chúng không được giết tự do ẩn chối trăng trước khi chết là đừng chôn ông gần những người cộng sản nhận định về phạm xuân ẩn Lê Duẩn đã biểu dương Phạm Xuân ẩn, coi đó là một chiến công có tầm cỡ quốc tế. Frank Snapp, cựu chuyên viên thẩm vấn CIA, tác giả cuốn sách Descent Interval, khoảng cách thích đáng, nói, Phạm Xuân ẩn đã có được nguồn tin tình báo chiến lược, điều đó rõ ràng, nhưng chưa ai dẫn con mèo đi ngược để thực hiện một cuộc xét nghiệm pháp y về các tác hại mà ông đã gây ra. Cơ quan CIA không có gan để làm việc đó. Hết trích. Murray Gart, thông tín viên trưởng của báo Tham nói, Thằng chó đẻ ấy, tôi muốn giết nó. Phạm Ngọc Thảo Thân thế, Phạm Ngọc Thảo sinh ngày 14 tháng 2 năm 1922 tại Sài Gòn. Cha ông là Phạm Ngọc Thuần, một địa chủ lớn, có quốc tịch Pháp, người công giáo, còn có tên là a thảo hoặc chính thảo vì thảo là con thứ 8 trong gia đình sau khi đậu tú tài thảo ra hà nội học và tốt nghiệp kỹ sư công chánh thảo tuyên bố bỏ quốc tịch pháp và tham gia kháng chiến hoạt động diệt cộng sau khi tốt nghiệp trường võ bị trần quốc tuấn thảo về nhận nhiệm vụ giao liên ở phú yên một lần thảo đưa một cán bộ về nam bộ đó là lê dũng người đã có ảnh hưởng lớn về mặt hoạt động tình báo của Thảo sau này. Được bổ làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 410, quân khu chính. Có tài liệu nói là tiểu đoàn 404 hoặc 307. Trong thời gian này, Thảo hướng dẫn chiến tranh du kích cho Trần Văn Đôn, Nguyễn Khánh, Lê Văn Kim, những người sau này trở thành tướng lãnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vợ là Phạm Thị Nhậm, em ruột giáo sư Phạm Thiều, nguyên đại sứ tại tiệp khắc. Hoạt động tình báo Sau hiệp định rơi Lê Duẩn chỉ thị cho Phạm Ngọc Thảo không được tập kết ra Bắc, phải ở lại để hình thành lực lượng thứ ba. Từ đó, Thảo dạy học ở một số trường tư thuộc Sài Gòn. Phạm Ngọc Thảo đã bị Đại tá Mai Hữu Xuân, Giám đốc An ninh quân đội, lùng bắt nhiều lần, nhưng đều trốn thoát. Sau cùng, Thảo về Vĩnh Long làm nghề dạy học, tỉnh này thuộc địa phận của giám mục Ferro Ngô Đình Thục, vốn đã quen biết với gia đình Thảo từ trước. Ngô Đình Thục coi Phạm Ngọc Thảo như con nuôi và bảo lãnh cho vào dạy học ở trường Nguyễn Trường Tộ. Năm 1956, Phạm Ngọc Thảo được phép đưa vợ con về Sài Gòn và vào làm việc ở Ngân hàng Quốc gia, rồi được chuyển ngạch sang quân đội với cấp bậc đại quý đồng quá. Năm 1956, do sự giới thiệu của Quỳnh Văn Lan, Tổng Giám đốc Diện Hối Đoái, Bí Thư Liên Kỳ Bộ của Đảng Cần Lao, Phạm Ngọc Thảo được cử đi học khóa nhân dị ở Vĩnh Long và Thảo đã gia nhập Đảng Cần Lao. Hoạt động trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa Chức vụ tỉnh đoàn trưởng Bảo An Vĩnh Long Tuyên quấn Đảng Cần Lao nhân dị Thảo biết cách khai thác nghề viết báo của mình và về binh pháp tôn tử. Chỉ trong vòng một năm, Thảo đã viết 20 bài báo nói về chiến lược, chiến thuật, nghệ thuật lãnh đạo, chỉ huy, huấn luyện quân sự, phân tích binh pháp tôn tử, trần hưng đạo. Những bài báo được giới quân sự chú ý và cả Tổng thống Diệm và Ngô Đình Nhu. Năm 1957, Phạm Ngọc Thảo được chuyển về phòng nghiên cứu chính trị phủ tổng thống với cấp bậc thiếu tá, sau đó giữ chức tỉnh đoàn trưởng Bảo an Bình Dương. Năm 1960, Phạm Ngọc Thảo tham dự khóa chỉ huy tham mưu ở Đà Lạt giữ chức vụ thanh tra khu trù mật. Năm 1961, Phạm Ngọc Thảo được thăng trung tá giữ chức tỉnh trưởng Kiến Hòa để trách nhiệm chương trình Bình Định. Thời gian này kiến hòa, tức là bến tre, trở nên ổn định, không còn phục kích hay phá hoại nữa. Tuy nhiên có nhiều tố cáo, Thảo là cộng sản nằm dùng. Thảo bị ngưng chức tỉnh trưởng kiến hòa và đi học khóa chỉ huy tham mưu ở Hoa Kỳ. Lý do là Thảo đã thả hơn 2.000 tù nhân đã bị giam giữ và liên lạc với bà Nguyễn Thị Định. Tham gia các cuộc đảo chánh đảo chánh lần thứ nhất năm 1963. Tháng 9 năm 1963, bác sĩ Trần Kim Tuyến, nguyên là giám đốc sở nghiên cứu chính trị, thực chất là Trùm Mật Dụ và Phạm Ngọc Thảo âm mưu một cuộc đảo chánh Ngô Đình Diệm. Phạm Ngọc Thảo đã kêu gọi được một số đơn vị như quân đoàn 3, quân đoàn 4, biệt động quân, bảo an sẵn sàng tham gia nhưng âm mưu bị nghi ngờ, Trần Kim Tuyến bị đưa đi làm tổng lãnh sự ở Ai Cập. Sau ngày đảo chánh 1 tháng 11 năm 1963, đệ nhất Cộng Hòa sụp đổ, Phạm Ngọc Thảo thăng chức đại tá làm tùy viên báo chí trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Một thời gian sau được cử làm tùy viên văn hóa tại Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Hoa Kỳ. Đảo chánh lần thứ hai năm 1965 – Đầu năm 1965, Phạm Ngọc Thảo bị gọi về nước vì Nguyễn Khánh muốn bắt Thảo. Vì thế, khi về đến phi trường Tân Sơn Nhất, Thảo đào nhiệm, bỏ trốn và bí mật liên lạc với các lực lượng đối lập để tổ chức đảo chánh. Đảo chánh với lý do rất quan trọng mà Thảo nắm được là Nguyễn Khánh và Hoa Kỳ thỏa thuận sẽ ném bom xuống miền Bắc vào ngày 20 tháng 2 năm 1965. Vì vậy, phải đảo chánh Lật Nguyễn Khánh vào ngày 19 tháng 2 năm 1965. Ngày 19 tháng 2 năm 1965, Phạm Ngọc Thảo và tướng Lâm Văn Phát đem quân và xe tăng vào chiếm trại Lê Văn Duyệt, Đài Phát thanh Sài Gòn, bến Bạch Đằng và phi trường Tân Sơn Nhất. Tướng Nguyễn Khánh đào thoát bằng máy bay ra Dũng Tàu. Ngày 20 tháng 2 năm 1965, hội đồng các tướng lãnh họp tại Biên Hòa. Các tướng cử Nguyễn Chánh Thi làm chỉ huy chống lại đảo Chánh. Nguyễn Chánh Thi ra lệnh cho Phạm Ngọc Thảo, Lâm Văn Phát và 13 sĩ quan khác phải ra trình diện trong 24 giờ. Ngày 21 tháng 2 năm 1965, các tướng tiếp tục họp tại Biên Hòa quyết định giải nhiệm Nguyễn Khánh và cử tướng Trần Văn Minh làm tổng tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 22 tháng 2 năm 1965, Quốc trưởng Phan Khắc Sử ký xác lệnh bổ nhiệm tướng Nguyễn Khánh làm đại sứ lưu động, một hình thức trục xuất ra khỏi nước. Ngày 25 tháng 2 năm 1965, Nguyễn Khánh rời Việt Nam, Phạm Ngọc Thảo bỏ trốn, bị bắt và qua đời. Ngày 11 tháng 6 năm 1965, Quốc trưởng Phan Khắc Sử và Thủ tướng Phan Quy Quát tuyên bố trả quyền lãnh đạo quốc gia lại cho quân đội. Ngày 14 tháng 6 năm 1965, Ủy ban lãnh đạo quốc gia được thành lập do tướng Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch. Phạm Ngọc Thảo phải rút vào hoạt động bí mật, Thảo cho xuất bản tờ báo Diệt Tiến, mỗi ngày phát hành 50.000 tờ tuyên truyền tinh thần yêu nước chống Mỹ và Thiệu. Phạm Ngọc Thảo có một hàng rào bảo vệ rộng lớn từ các xứ đạo biên hòa, Hồ Nai, Thủ Đức, Sài Gòn, có nhiều linh mục giúp đỡ in ấn và phát hành. Chính quyền thiệu kỳ kết án tử hình và treo giải thưởng 3 triệu đồng cho ai bắt được Thảo. Võ Văn Kiệt, tức Sáu Dân kể lại. Tôi thấy Thảo gặp khó khăn nên đi tìm anh để đưa về chiến khu. Nhưng anh bảo vẫn còn khả năng đảo chánh để ngăn chặn việc đế quốc Mỹ đưa quân diễn chinh vào miền Nam. Võ Văn Kiệt Lâm Nhân Phát ra trình diện và chỉ bị cách chức. Phạm Ngọc Thảo phải trốn nhiều nơi, cuối cùng bị bắt tại Đan Diện Phước Lý, xã Vĩnh Thanh, quận Nhân Trạch, Biên Hòa. Lúc 3 giờ sáng ngày 16 tháng 7 năm 1965, Thảo vừa ra khỏi Đan Diện Phước Lý thì bị an ninh quân đội phục kích và bắt đưa về một con suối nhỏ gần Biên Hòa để thủ tiêu. Tuy nhiên, Thảo không chết, chỉ bị ngất xỉu vì đạn trúng vào cầm. Khi tỉnh dậy, Thảo lê lết về một nhà thờ và được Linh Mục Cường, cha tuyên quý của dòng nữ tu đa minh cứu chữa. Và Thảo bị phát giác, bị đưa về Cục An ninh Quân đội đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thảo bị tra tấn cho đến chết vào đêm 17 tháng 7 năm 1965. 43 tuổi theo Larry Berman trong cuốn Perfect Spy, thì Tổng thống Thiệu ra lệnh tra tấn và hạnh hạ thảo cho thật đau đớn bằng cách dùng một cái thòng lọng bằng da buộc quanh cổ và một cái khác thì siết mạnh nơi tinh hoàng. Cũng có tin nói rằng đại quý hùng sùi bóp giái thảo cho đến chết. Phạm Ngọc Thảo có 7 con và vợ Thảo đi dạy học. Tất cả hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Có người con là bác sĩ ở quận Cam, Cali. Phạm Ngọc Thảo là một điệp viên đơn tuyến, không có thượng cấp và thuộc cấp, không thu thập tin tức mà chỉ tác động vào chính quyền. Nhà nước Cộng sản Việt Nam truy tặng Thảo danh hiệu liệt sĩ và quân hàm đại tá quân đội nhân dân Việt Nam. Cũng có nguồn tin cho rằng Phạm Ngọc Thảo là một gián điệp nhị trùng, nghĩa là còn làm việc cho CIA nữa. Trúc Giang, Minnesota, ngày 20 tháng 10 năm 2011. Kính thưa quý vị, quý vị đã vừa nghe xong bài Cụm tình báo diệt cộng A22 trong dinh độc lập của tác giả Trúc Giang. Xin chân thành cảm ơn tác giả và cũng cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị ở những bài kỳ sau của kênh Nam Hòa và kính chúc quý vị có một ngày thật an vui cùng gia đình.